Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em lại tiếp tục với các cái bài tập trong sách bài tập của bài 6 đối xứng trục. Thì hôm trước chúng ta đã giải quyết đến bài 69 rồi đúng không? Bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục với bài 70. Thì bài 70 trong sách bài tập trang 88 cho chúng ta một cái yêu cầu là hãy điền dấu x thích hợp vào các cái ô này ha. Tức là chúng ta sẽ lựa chọn đúng hay là sai. Ví dụ người ta cho chúng ta một cái câu khẳng định là câu A. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân. Vậy thì cái khẳng định này là đúng hay sai thì chúng ta sẽ đánh dấu x vào đây ha. Nếu đúng thì đánh dấu x vào ô đúng, nếu sai thì đánh dấu x vào ô sai. Rồi, vậy bây giờ chúng ta hiểu yêu cầu đề bài rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi với từng câu khẳng định nhé các em. Câu khẳng định thứ nhất, người ta nói tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân. Tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân. Vậy thì để biết là nó đúng hay sai, các em vẽ cho cô cái tam giác cân ra ha. Chúng ta sẽ vẽ một cái tam giác cân ra để chúng ta xem thử là nhận định này đúng hay sai. Giờ cô có cái tam giác cân ABC. Các em cũng vẽ ra nháp cho cô tam giác cân ABC. Người ta nói tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân. Vậy thì tam giác cân thì cái này bằng này đúng không các em? Rồi, hai cạnh này bằng nhau. Vậy thì chúng ta đã có AB bằng với AC rồi, đúng không? Có nghĩa là A thuộc đường chung trục. A thuộc đường chung trục của BC. Vậy thì qua A chúng ta sẽ vẽ đường chung trục của BC. Thì đường chung trục của BC thì từ A các em vẽ cho cô cái đường chung trục của BC. Này, chúng ta sẽ làm cái ví dụ này. Đây, từ C và từ B chúng ta sẽ vẽ cho cô một cung tròn tâm C và cung tròn tâm B có cùng bán kính ha. Thì nó sẽ cắt nhau tại một cái điểm. Đây, nó cắt nhau ở điểm này. Thì chúng ta chỉ việc nối A với lại là cái điểm giao nhau này thì chúng ta sẽ được đường chung trục, hay còn gọi là trục đối xứng của BC. Đúng không các em? Rồi, vậy là tam giác cân có một trục đối xứng là đúng rồi. Vậy nó còn trục đối xứng nào nữa không các em? Từ B có trục đối xứng nào không? Chúng ta có BA không bằng BC đúng không? Vì tam giác này cân tại A chỉ có AC bằng AB thôi. Cho nên là tại điểm B chúng ta sẽ không có một cái trục đối xứng nào hạ từ điểm B được hết. Tương tự ở C chúng ta chỉ có CA và CB nó cũng không bằng nhau, đúng không? Vậy thì từ C nếu mà hạ cái đường chung trục thì nó cũng sẽ không tạo được một cái trục đối xứng của tam giác ABC. Vậy thì người ta nói tam giác có một trục đối xứng là tam giác cân. Khẳng định này đúng hay không các em? Khẳng định này là đúng đúng không? Thì chúng ta sẽ đánh vào đây dấu X là đúng. Rồi, đây là cái ý đầu tiên. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái ý B. Ý B ha. Ở cái ý B này người ta nói tứ giác có một trục đối xứng là hình thang cân. Tứ giác có một trục đối xứng là hình thang cân. Vậy chúng ta sẽ vẽ hình thang cân ra. Vẽ cho cô cái hình thang cân ra xem thử là hình thang cân có bao nhiêu trục đối xứng. Đây, cô có hình thang cân. Hình thang cân A, B, C, D. Vậy hình thang cân có bao nhiêu trục đối xứng các em? Các em nhớ cho cô, hình thang cân có trục đối xứng là cái đường thẳng mà nó đi qua chung điểm của hai đáy đúng không? Đây, chúng ta có một trục đối xứng nè. Đây, người ta nói tứ giác có một trục đối xứng là hình thang cân. Vậy thì cái này là đúng rồi đúng không? Tức là có một trục đối xứng. Vậy thì ngoài cái trục đối xứng là trục D này ra thì nó còn trục đối xứng nào khác nữa không các em? Chúng ta có A đối xứng với B qua đường thẳng D. C đối xứng với D qua đường thẳng D. Vậy thì còn trường hợp nào khác nữa không các em ha? Còn trục đối xứng nào nữa không? Chúng ta còn hai cái trục đối xứng nữa, đó là trục AC
Đây các em nhìn nè. AC. Cái đường chéo ha. Đây. Vậy thì chúng ta có cũng đối xứng với B, D cũng đối xứng với C đúng không? Đây chúng ta nối lại ha. Thì các em thấy nó đối xứng. Đây hai đường chéo nó đối xứng không? Em xem thử. Vậy chúng ta có đường chéo là BD nè. Và đường chéo là AC đúng không các em? Đường chéo BD và đường chéo AC. Vậy thì với cái đường chéo AC này chúng ta có tạo thành một trục đối xứng nào không các em? Tam giác của mình, hình thang của mình, tứ giác của mình là một hình thang cân đó. Thì chúng ta đã tìm được một trục đối xứng của nó là trục D rồi. Rồi, vậy thì cái trường hợp chúng ta xét thứ hai là cái trường hợp nó có AC. Các em xem thử AC với AC là trục đối xứng thì những cái điểm còn lại của nó có đối xứng qua AC hay không? B có đối xứng với D qua AC không các em? Rồi. Đây đường thẳng này đúng không? Bây mình đang xét AC thì mình xem thử là B có đối xứng hay không. Mình đã có A là đối xứng, AC là đối xứng qua qua đường thẳng AC rồi nè, qua đường đường chéo AC rồi. Rồi BD nó có đối xứng qua đường chéo AC không? Đây cái điểm này. Tứ giác có một trục đối xứng là hình thang cân. Rồi, vậy thì chúng ta có thấy là với đường chéo AC thì A đối xứng với A, C đối xứng với C đúng không? Còn với đường chéo BD thì chúng ta có B sẽ đối xứng với D đúng không? Vậy là cái hình này có bao nhiêu trục đối xứng? À chúng ta có trục D nè, có trục AC nè và có trục là BD nè đúng không? Vậy thì tứ giác có một trục đối xứng là hình thang cân thì cái phát biểu này là sai. Chúng ta chọn đáp án là sai ha. Vậy ngoài ra nó còn trục đối xứng nào nữa không các em? Vậy chúng ta quan sát xem thử còn trục đối xứng nào khác không? Rồi, vậy thì với cái bài 70 này chúng ta có phát biểu A, tam giác có một trục đối xứng là hình thang cân, phát biểu này đúng. Còn phát biểu B, tứ giác có một trục đối xứng là hình thang cân thì phát biểu này là sai đúng không? Sai đúng không? Vì ngoài cái hình thang cân ra thì còn một số cái hình tứ giác khác mà nó cũng có một trục đối xứng nữa. Để cô lấy thử một cái ví dụ ha. Lấy ví dụ nó không phải là hình thang cân. Này chúng ta có đây là hình thang cân rồi. Vậy thử hình thang vuông thử xem. Nếu nó là hình thang vuông thì nó có một trục đối xứng hay không? Đây là hình thang vuông ha. A, B, C, D. À hình thang vuông này nó không có trục đối xứng. Ừ, đó cho nên là cái phát biểu này nó cũng không đúng với cái trường hợp của hình thang vuông. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài 71 trong sách bài tập nha các em.
Rồi, 71 yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh rằng giao điểm hai đường chéo của hình thang cân nằm trên trục đối xứng của hình thang cân. Cho hình thang cân ABCD. ABCD là hình thang cân. Giao điểm của hai đường chéo có gọi là O bằng AC giao với BD. Rồi, vậy yêu cầu là chứng minh O thuộc trục đối xứng của hình thang cân. O thuộc trục đối xứng của ABCD. Đây là yêu cầu đề bài của chúng ta ha. Rồi, giả thiết. Và đây là kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình ra trước. Chúng ta sẽ vẽ hình thang cân ABCD. Rồi, đây là hình thang cân ABCD. Rồi, hình thang cân ABCD này có hai đường chéo là AC và BD giao nhau ở điểm O. Và người ta yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh rằng O thuộc trục đối xứng của ABCD. Này, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài này ha. Vậy thì chúng ta sẽ giải bài này như sau. Chứng minh O thuộc trục đối xứng của ABCD. Là chúng ta có O là giao điểm của AC với BD. Vậy O thuộc trục đối xứng có nghĩa là OA phải bằng với OB và OC phải bằng với OD, đúng không các em? O phải cắt đều bốn cái đỉnh đó. Thì khi đó O nó sẽ thuộc cái đường trung trực của AB và nó cũng thuộc đường trung trực của CD. Vậy thì với cái đầu tiên chúng ta chứng minh O thuộc đường trung trực của AB thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Rồi, vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi xét cho cô O thuộc đường trung trực của AB và O thuộc đường trung trực của CD. Vậy làm thế nào để chứng minh được O thuộc đường trung trực của CD các em? À, chúng ta phải đi chứng minh OC bằng OD. Đó, phải chứng minh cái này ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh cái ý đầu tiên này trước. OC bằng OD. Cô gọi đây là góc D1, đây là góc C1. Vậy làm thế nào để OC có thể bằng OD được? À, OC bằng OD khi và chỉ khi tam giác OCD này là tam giác cân, đúng không các em? Vậy tam giác này mà cân thì cạnh thì chúng ta phải đi chứng minh rồi. Vậy thì chỉ còn trường hợp là chúng ta phải đi xét góc D1 phải bằng với góc C1 thì tam giác này sẽ là tam giác cân. Vậy làm thế nào để chứng minh góc D1 bằng góc C1? Chúng ta sẽ chứng minh tam giác ACD bằng tam giác BDC. Thì chúng ta sẽ chứng minh được hai góc này bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ xét tam giác, xét cho cô tam giác ACD và tam giác BDC. Hai tam giác này có cái gì các em ha? ACD BDC. À, tam giác này có AD bằng với BC. À, hai tam giác này là có AD bằng với BC. Lý do là ABCD là hình thang cân cho nên hai cạnh bên của nó bằng nhau, đúng không? Có nè, AD bằng BC. Lý do ABCD là hình thang cân nên hai cạnh bên của nó bằng nhau. Rồi tiếp tục. Cạnh AC bằng với BD, đây là
hai đường chéo của hình thang cân nên nó cũng bằng nhau. AC bằng BD. Lý do là hai đường chéo của hình thang cân rồi chúng ta có cạnh DC chung. Vậy thì từ hai điều này, lỗi từ ba điều này, chúng ta suy ra được hai tam giác này bằng nhau, tam giác ACD bằng tam giác BDC. Vì hai tam giác này bằng nhau cho nên chúng ta sẽ có hai cái góc này bằng nhau đúng không? Góc D1 bằng góc C1. Mà vì hai góc này bằng nhau cho nên chúng ta suy ra được tam giác OCD cân tại O. Mà vì nó cân tại O cho nên chúng ta suy ra được OC bằng OD. Vì OC bằng OD cho nên chúng ta kết luận được rằng O thuộc đường trung trực. O thuộc đường trung trực của CD. O thuộc đường trung trực của CD. Mà vì O thuộc đường trung trực của CD nên chúng ta cũng kết luận được luôn rằng O thuộc trục đối xứng của hình thang cân. O thuộc trục đối xứng của ABCD. Rồi, được không các em? Vậy là chúng ta đã chứng minh được O thuộc trục đối xứng của ABCD rồi, đúng không? O thuộc được trục đối xứng của CD nè. Và từ đó, vì O thuộc mà O là giao điểm của AC với BD cho nên O thuộc trục đối xứng của ABCD đó các em. Rồi, vậy là với bài này chúng ta đã chứng minh được O thuộc trục đối xứng của ABCD. Rồi, bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục với bài 6.1 trong sách bài tập. Bài 6.1 yêu cầu là chúng ta hãy nối mỗi ô của cột bên tay trái, tức là cô có số 1 và số 2 này, với mỗi ô của cột bên tay phải, tức là A, B, C này ha. Bây giờ chúng ta sẽ nối nó. Người ta nói trục đối xứng của tam giác A, xin lỗi, tam giác ABC. Trục đối xứng của tam giác ABC với AB bằng AC là cái gì các em? Rồi chúng ta sẽ vẽ cái hình ra ha. Chúng ta sẽ vẽ tam giác ABC ra. Tam giác ABC có AB bằng AC, tức là tam giác này là tam giác cân tại A. Vậy thì trục đối xứng của tam giác ABC là gì? Là gì các em? Là đường trung trực của AB phải không? AB tức là bên này đúng không? Đường trung trực của AB. Được không các em? Lấy trung điểm của nó nè, sau đó dựng đường vuông góc đúng không? À vậy là không phải. Đường trung trực của BC đúng không? Đường trung trực của BC. Rồi vậy là chính xác rồi đúng không? Trục đối xứng của tam giác ABC. ABC là đường trung trực của BC. Phải không các em? Đường trung trực của BC. BC đây ha. Đường trung trực của BC. À, tam giác này có AB bằng AC. Xin lỗi, đề cô đọc đề bị sai mất tiêu rồi. AB bằng BC các em. À, xin lỗi các em. Chỗ này là AB bằng BC. Vậy là tam giác này chúng ta phải vẽ lại ha. Chúng ta sẽ vẽ lại tam giác này. Cô vẽ lại tam giác này. AB bằng BC, tức là tam giác này là tam giác cân tại B. ABC có BA bằng BC. Vậy thì người ta nói đường trung trực của AB, tức là đây đúng không? Chúng ta vẽ ở đây. Vậy là sai đúng không? Không thể là đường trung trực của AB được, vì CB không có bằng CA. Rồi, đường trung trực của BC cũng giải thích tương tự. Nếu chúng ta vẽ đường trung trực của BC thì chúng ta cũng có AB không có bằng AC.
Vậy còn câu C, đường chung trục của AC đúng không? Đường chung trục của AC nó sẽ đi qua B đúng không? Vậy thì B ta có BA bằng với BC, tức là B thuộc đường chung trục của AC đó. Vậy thì câu C là câu đúng. Vậy chúng ta sẽ nối cái ý này với ý C. Được không các em? Rồi tiếp, người ta hỏi trục đối xứng của hình thang cân ABCD là trục nào? Vậy thì các em sẽ vẽ cho cô hình thang cân ABCD. Chúng ta sẽ vẽ hình thang cân ABCD. Hình thang cân ABCD. Người ta nói trục đối xứng của hình thang cân ABCD thì như định hôm bữa chúng ta đã học trục đối xứng của hình thang cân là cái trục mà nó đi qua trung điểm của hai đáy đúng không? Đường đi qua trung điểm của hai đáy, tức là đây. Tức là mình có đường B này là trung trục của AB này, là trung trục của DC đúng không? Vậy thì người ta nói trục đối xứng của hình thang cân ABCD là đường chung trực của AB đúng không các em? Là đường chung trực của AB. Ý này đúng. Đường chung trực của BC đúng không? Đường chung trực của BC, tức là qua BC chúng ta sẽ vẽ một cái đường chung trực cho nó. Vậy thì cũng không đúng luôn đúng không? Vậy vì cái đường chung trực này khi vẽ ra thì nó sẽ không tạo nên những cái điểm đối xứng mà nó thuộc cái hình này. Cho nên cái này sai. Câu C, đường chung trực là AC. AC có phải là đường chung trực không? Cái đường này thì chỉ có A đối xứng với A qua cái đường này, C đối xứng với C qua đường này, cho nên chỉ có AC đối xứng với AC thôi. Còn BD thì không đối xứng đúng không? Đó, cho nên chúng ta chỉ có trục đối xứng của hình thang cân ABCD là đường chung trục của AB. Chúng ta chọn cái đáp án là câu A này ha. Đó, các em nối cho cô. Rồi. Vậy là chúng ta đã làm xong được bài 6.1 rồi đó các em. Chúng ta đã nối ý 1 với ý C và 2 với ý A này. Rồi, bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục với bài 6.2. Ở bài 6.2 cho chúng ta tam giác ABC cân tại A. Tam giác ABC cân tại A. Và trên tia đối của AB lấy điểm D. Vậy là D thuộc tia đối của AB. Trên tia đối của AC lấy điểm E, tức là E thuộc tia đối của AC. Và người ta cho chúng ta AD bằng với AE. Đó, lấy cái tia D thuộc tia đối của AB, E thuộc tia đối của AC, sao cho AD bằng với AE. Rồi gọi M là trung điểm của BC. Và người ta yêu cầu chúng ta hãy chứng minh rằng D đối xứng E qua AM. Đó, chứng minh D đối xứng với E qua AM. Rồi, để làm bài tập này, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình cho cô đã ha. Cho tam giác ABC cân tại A. Vậy ở đây cô sẽ vẽ một cái tam giác cân ABC. Trên tia đối của AB, trên tia đối của AB, tức
Tức là tia này đúng không? Mình sẽ kéo dài cái tia này ra. Lấy điểm, điểm D. Cô lấy đại một cái điểm D ở đây đi ha. Rồi, trên tia đối của AC, tức là cái tia này đây. Lấy một cái điểm E sao cho AD bằng với AE. Vậy chúng ta sẽ đo độ dài của AD. Đây, đo độ dài của AD. Sau đó từ A chúng ta vẽ một cung tròn. Nó sẽ cắt tia A đối của AC tại đây. Chỗ này chính là điểm E. Rồi bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là còn một ý nữa là M là trung điểm của BC. Và các em xác định cho cô M là trung điểm của BC. Rồi, cô sẽ kéo dài cái tia AM này và nó sẽ cắt AD tại điểm điểm N. Rồi, vậy thì cái bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Để mà D với E nó đối xứng với nhau thì chúng ta phải chứng minh cho cô là A cắt E này, A, E với AD là nó bằng nhau rồi đúng không? Theo đề cho. Tức là A sẽ thuộc đường trung trực của AD đúng không các em? Rồi bây giờ để chứng minh E đối xứng với D qua AM thì các em chứng minh cho cô AM là tia phân giác của ED. Chứng minh thêm cho cô AM là tia phân giác của ED. Bởi vì tam giác ADE là tam giác cân rồi. Tam giác cân mà có cái tia phân giác là AN này thì AN là đường trung trực đúng không? Cũng chính là tia phân giác đó. Nó là tia phân giác thì nó cũng chính là đường trung trực của ED. Mà nó là đường trung trực của ED thì D sẽ đối xứng với E qua AM. Vậy thì bài này chúng ta sẽ chứng minh như sau. Em chứng minh cho cô như sau. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh cho cô AM là tia phân giác của BC, của góc A này, xin lỗi, của góc A, chúng ta có này ha. Rồi vậy chúng ta sẽ xét tam giác ABC có M là trung điểm của BC. ABC cân tại A. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được AM là cái gì của tam giác này các em? AM là đường trung tuyến và vừa là tia phân giác. Của góc BAC. Mà vì nó là tia phân giác cho nên chúng ta sẽ có góc nào bằng góc nào? Góc này bằng với góc này đúng không? Và chúng ta suy ra được góc BAM bằng với góc CAM. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục cho cô nè, gọi N. Gọi N là giao điểm của AM với ED. Vậy thì trước chúng ta suy ra được cái góc EAN bằng góc DAN. Xin lỗi, góc EAN bằng với góc nào các em? Nó bằng với góc này đúng không? Đối đỉnh nè, đúng không? Góc EAN bằng góc CAM. Lý do là đối đỉnh. Rồi. Góc DAN bằng góc
DAN bằng góc BAM. Cũng lý do là đối đỉnh. Mà góc BAM bằng góc CAM. CAM với BAM bằng nhau cho nên hai góc này sẽ bằng nhau đúng không các em? Đây, suy ra hai góc này sẽ bằng nhau nè. Góc EAN sẽ bằng góc DAN. À, vậy thì chúng ta có hai góc này cũng bằng nhau luôn. Vậy thì AN là cái gì của tam giác này các em? À, vậy thì chúng ta suy ra được AN là tia phân giác của góc EAD. À, có tia phân giác rồi đúng không? Mà AE bằng với AD. AE bằng với AD. Cho nên AN sẽ là cái gì của ED các em? À, nó là đường chung trực. Suy ra AN hay AM là đường chung trực. Của ED. Mà nó là đường chung trực của ED thì mình có điều gì? À, nó là đường chung trực thì D đối xứng với E qua AM. Suy ra D đối xứng với E qua AM. Rồi, đây chính là điều phải chứng minh đó các em. Rồi, vậy là chúng ta đã chứng minh được D đối xứng với E qua AM bằng cách chúng ta chứng minh AM là đường chung trực của ED. Rồi, vậy thì với cái bài tập 6.2 này thì cô và các em đã giải quyết xong được các cái bài tập liên quan đến cái bài 6 đối xứng trục ở trong sách bài tập rồi đó các em. Hy vọng rằng với những cái bài tập này các em đã phần nào luyện tập lại cũng như là nhớ lại những cái kiến thức liên quan đến đối xứng trục, hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng nè, hình hai hình đối xứng với nhau qua một đường thẳng và hình có trục đối xứng. À, rất vui vì các em đã theo dõi video đến giờ phút này. Nếu các em cảm thấy video hữu ích, các em hãy like và chia sẻ cũng như hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Giáo An học online miễn phí để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô cảm ơn các em vì các em đã theo dõi video và rất mong sẽ được gặp lại tất cả các em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt tất cả các em.